Thưa quý vị, mới đây một câu chuyện hy hữu đã xảy ra tại triển lãm nghệ thuật Art Basel Miami của Mỹ. Tác phẩm nghệ thuật thể hiện bằng một trái chuối được dán bằng keo dính lên tường đã bị một khách tham quan ăn ngay tại chỗ. Và điều đáng nói là tác phẩm trái chuối này được định giá lên đến 120.000 đô la Mỹ, tương đương gần 2,8 tỷ đồng. Chỉ sau vài ngày triển lãm kể từ ngày 4 tháng 12, tác phẩm lạ lùng mang tên Diễn viên hài của nghệ sĩ người Italy Maurizio Cattelan đang trở nên vô cùng nổi tiếng vì tính đơn giản của nó mà mức giá lại vô cùng ngất ngưởng. Tuy nhiên, bất chấp cảnh báo không chạm vào tác phẩm đang được trưng bày ở triển lãm nghệ thuật Art Basel Miami, bang Florida của Mỹ, một người đàn ông đã vô tư giật trái chuối đắt giá và ăn nó. Tôi đến nơi trưng bày tác phẩm và nhìn quanh để cố hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Tôi không thấy trái chuối trên tường đâu cả và tôi nhận ra một người đàn ông đang ăn nó. Trong một video đăng tải trên mạng xã hội Twitter, một người đàn ông giơ quả chuối đã bị ăn dở một nửa lên và làm động tác chúc mừng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người này đã bị bảo vệ đưa ra khỏi triển lãm trong sự ngỡ ngàng của những người có mặt tại hiện trường. Người đàn ông này không bị bắt, nhưng chúng tôi đã yêu cầu anh ta rời khỏi triển lãm. Chúng tôi có liên hệ với người này, nhưng chúng tôi sẽ không kiện. Các nhân viên triển lãm sau đó đã thay thế quả chuối bị ăn bằng một quả chuối chín khác có cùng màu sắc, đồng thời khẳng định tác phẩm nghệ thuật không bị hư hại, quả chuối chỉ là một phần ý tưởng.